Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh review sản phẩm của điện tử DET. Video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về mạch cảm biến rung SW420. Cảm biến sẽ có chức năng là phát hiện rung động dựa trên bộ so sánh LM393. Mạch cảm biến này thường được sử dụng ở trong các ứng dụng như là hệ thống báo động, cảm biến chống trộm hoặc là được ứng dụng để phát hiện các rung động. Với điện áp hoạt động là từ 3,3 đến 5V DC, với chân VCC là chân dương, chân thứ hai là chân âm và ngõ ra sẽ là một chân DO. Ngõ ra này sẽ xuất ra tín hiệu logic là 0 và 1, với tín hiệu xuất ra mức 0 khi không có rung động và xuất ra mức 1 khi cảm biến nhận thấy sự rung động. Ngoài ra trên cảm biến sẽ còn có một biến trở để có thể tăng giảm độ nhạy của cảm biến. Và phía trên đầu của mạch cảm biến sẽ là một cảm biến rung. Cảm biến này được cấu tạo dựa trên cơ chế vòng bi nên vì thế mà có thể phát hiện được rung động một cách chính xác. Dưới đây thì mình sẽ dùng các sợi dây bớt có đầu cái để kết nối với dâm cắm trên cảm biến. Và mình sẽ cấp nguồn 5V DC để cho cảm biến hoạt động. Khi cấp nguồn thì các bạn có thể thấy cảm biến sẽ có hai đèn LED phát sáng, gồm một đèn LED nguồn và một đèn LED tín hiệu. Ở trạng thái bình thường thì hai đèn LED này sẽ sáng cùng lúc. Và khi mình rung nhẹ hoặc là tác động vào cảm biến thì đèn LED thứ hai sẽ chớp tắt liên tục dựa trên sự rung động mà cảm biến truyền lại. Và như đây thì mình đang sử dụng một VOM để đo tín hiệu điện áp từ chân DO. Ở trạng thái bình thường thì chân DO sẽ xuất ra tín hiệu ở mức 0. Và mỗi khi rung động thì chân này sẽ xuất ra tín hiệu là ở mức cao nha các bạn. Và quá trình rung động ở trên cảm biến rung sẽ xảy ra khá là nhanh nên là các bạn có thể thấy điện áp ngõ ra lên xuống liên tục. Nếu sử dụng các VOM thông thường thì rất khó để đo nha. Xảy ra nhanh như vậy nên là mạch sẽ phù hợp để kết hợp với các mạch tạo trẻ cũng như là các mạch vi điều khiển để có thể lấy tín hiệu nha. Và khi sử dụng nếu chúng ta vặn biến trở lên càng cao thì độ nhiễu sẽ càng tăng. Và nếu chúng ta điều chỉnh độ nhạy lên cao nhất thì ngõ ra có thể bị treo. Và như các bạn đã thấy thì khi mình vặn biến trở lên cao nhất thì ngõ ra của mình bị treo lên điện áp là 5V nha các bạn. Và dưới đây thì mình đã kết hợp mạch cảm biến rung SW420 với một mạch kích tạo trẻ và điều khiển một còi báo. Mỗi khi cảm biến nhận thấy rung động thì ngõ ra sẽ kích mạch tạo trẻ, đóng tiếp điểm NO và cấp nguồn để còi báo động nhé. Và vừa rồi đó chính là video giới thiệu về mạch cảm biến rung SW420. Và để đặt mua sản phẩm thì các bạn có thể nhấp vào phần link mua hàng dưới phần mô tả video để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là giá cả của sản phẩm. Còn bây giờ xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.